Bogimi Luxury vỏ nâu là một giải pháp tuyệt vời giúp các chị em mình giải quyết các cái vấn đề về nám, tàn nhang, đồi mồi này, thâm mụn, khô nhăn, thiếu sức sống này. Bộ này là bộ nâng cấp từ cái bộ Gimi truyền thống, nó được cải tiến vượt bậc để phân hủy các vết nám, tàn nhang, chai sạm, cứng đầu, đen lì lâu năm. Hay là những chị em nào mà bị nám, tàn nhang lâu năm, da đen lì, cháy nắng thì nên chọn bộ sản phẩm này nhé. Đằng sau sản phẩm có đầy đủ các thông tin về sản phẩm như là công ty, rồi là hotline, rồi là mã vạch đủ thứ, các chị có thể tham khảo phía sau sản phẩm ạ. Khi xài bộ sản phẩm này, các chị em sẽ nhanh chóng được loại bỏ những vết đốm, nám, tàn nhang, đồi mồi, dưỡng cho làn da của chúng mình là trắng sáng này, đều màu này, căng này, căng bóng mịn màng, săn chắc nhé. Nó được sản xuất bởi công nghệ tiên tiến hiện đại nhất Hàn Quốc, kết hợp với các thành phần hoàn toàn 100% từ thiên nhiên thảo dược quý hiếm ạ. Một bộ sản phẩm như thế này thì gồm có 5 món là sữa rửa mặt, toner, serum, kem ngày và kem đêm. Đây là 5 bước cơ bản thiết yếu và rất là hoàn hảo để chăm sóc một làn da đang bị tổn thương về nám, sạm, tàn nhang, đồi mồi cũng như là mụn ạ. Và nó cũng là một bộ sản phẩm dưỡng tuyệt vời cho những chị em mà có làn da không bị vấn đề gì hết thì đều có thể xài được và xài lâu dài được nhé. Trước hết em xin giới thiệu, đây là cái lọ sữa rửa mặt của bộ Gimi Luxury No. Dung tích của nó là 100 ml. Đấy, ở bên ngoài nó có chữ là Gimi Luxury Nourishing Tendering Cleanser. Tem nhãn rất là đầy đủ này, trên cái đầu lọ nó có cái, đây là phía sau này, Make in Korea đấy các chị, để nhé. Trên cái đầu của cái lọ sản phẩm này thì nó có cái cọ để các chị em mình massage đấy. Nó có công dụng là làm sạch sâu trong lỗ chân lông này, loại bỏ bụi bẩn tạp chất này, giúp cho làn da của chúng mình là sạch sẽ nhưng mà không có bị khô da. Khi mà rửa xong thì các chị em vẫn thấy da của mình rất là mềm mại ạ. Tiếp theo là lọ toner, dung tích là 40 ml, nó có chữ là Gimi Luxury Beauty In Toner. Thành phần bao gồm nước hoa hồng, chiết xuất rau má, rễ cây bạch mai, hoa hồi, hoa kim ngân, cây phỉ, vitamin B3, glycerin, allantoin, vitamin K, vân vân ạ. Công dụng của cái lọ này chủ yếu là khóa ẩm, dưỡng ẩm, cân bằng cái độ pH trên da của chúng mình. Nghĩa là những cái chị em mà có làn da nhờn thì nó sẽ kiềm dầu nhé, hạn chế tiết nhờn, và những chị em có làn da khô thì nó sẽ cấp ẩm, phục hồi da cho làn da của chị em mình đỡ bị khô. Tiếp theo là lọ serum, nó có chữ là Gimi Luxury Tendering Serum, dung tích là 40 ml. Các chị em để ý cái chữ này, hai lọ này giống nhau, nhìn cái chữ là để phân biệt nhé. Chiết xuất từ rau sam, chiết xuất táo, phúc bồn tử, rau má, men nấm, glycerin, niacinamide, protein, collagen tươi. Công dụng của cái lọ serum này là cấp ẩm tận tầng sâu trong da, dưỡng dưỡng da của chúng ta, là kích thích cái làn da của chúng ta tự sản xuất collagen và elastin, giúp cho giảm nhăn này, mờ nám, nâng cơ, xóa nhăn, mờ sẹo rất là tốt. Cái lọ thứ tư là lọ kem ban ngày, đây cũng chính là cái lọ kem chống nắng các chị em nhé. Chỉ số chống nắng của nó là 50 cộng. Với công dụng là bảo vệ cho làn da của chúng ta khỏi tác hại của các tia cực tím như là tia UVA, UVB và tác hại từ ánh sáng xanh của các thiết bị điện tử. Lọ kem này nó không chỉ có công dụng chống nắng đâu mà nó còn có công dụng là dưỡng trắng da này, xóa mờ nám, tàn nhang, đồi mồi. Đồng thời nó còn có các cái thành phần mà giúp cho điều trị về viêm, về mụn, da bị viêm bị mụn. Xài cái lọ kem này nó vừa bảo vệ da mà vừa nâng tông mà vừa trị mụn rất là tốt. Lọ cuối cùng là lọ kem ban đêm, nó có chữ là Gimi Luxury Gen Rating, dung tích dung lượng là 30 g. Công dụng chính của lọ này là phân giải sắc tố melanin, làm mờ nám tàn nhang, mờ thâm, dưỡng trắng da vào ban đêm. Đồng thời nó cũng dưỡng ẩm này, chống lão hóa này, kích thích làn da của chúng ta sản xuất collagen và elastin ngay trong lúc ngủ này,
để sửa chữa những cái tế bào da bị hư tổn, tái tạo lại các cái tế bào da mới, giúp cho làn da của chúng ta là luôn khỏe mạnh, săn chắc, trắng sáng đều màu. Và đồng thời nó còn có công dụng là điều trị mụn, ngăn ngừa mụn rất là tốt. Khi các chị em mua hàng bên nhà em Năm thì em Năm sẽ cho các chị em mở cái tem bên ngoài ra nhé. Mở cái tem bên hông ra đây. Đấy, cái tem này này. Cái tem bên hông này ra để em kiểm tra các cái lọ bên trong. Các chị kiểm tra về cái tem cũng như là cái hạn sử dụng ở dưới đáy lọ đấy. Cái tem hành chính hãng thì khi nào nó cũng có cái màu bạc sáng rất là nhã nhặn. Cái tem hàn ở bên cạnh này là cái tem vỡ nhé. Nó có cái vân chìm ở dưới. Lọ kem thì nó màu trắng ngà.